Và Sugar cũng xin được phép giới thiệu lại chính bản thân của mình cho những anh chị lần đầu tiên tham gia trong phòng Zoom. Xuân An tên đầy đủ là Nguyệt Lê Xuân An. Xuân An đến từ Tây Ninh và ngày hôm nay thì Xuân An có mặt. Xuân An thấy rất là biết ơn và thấy rất là hạnh phúc vì mỗi lần được làm MC cho World Offline là thấy rất là hạnh phúc. Và quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta hãy mời thêm những anh chị em của mình, những đồng đội của mình, những bạn bè của mình hãy hãy mời vào phòng Zoom trong buổi tối ngày hôm nay để cho tất cả mọi người không những trên đất nước Việt Nam mà trên khắp cả thế giới này được biết những cái giá trị nhân văn mà của offline đem đến cho cộng đồng trên toàn cầu ạ. Và để cho buổi chia sẻ buổi tối ngày hôm nay trở nên hiệu quả hơn thì Sương An xin mời tất cả chúng ta hãy mở webcam cũng như là đặt cái tên đúng của mình để cho speaker cũng như là MC giao lưu với mọi người ạ. Và chúng ta hãy chuẩn bị cho mình những cái note, những cái giấy ghi chú, cái viết cũng như là một ly nước ở bên cạnh để chúng ta tập trung và chúng ta nghe và nhận tất cả những giá trị trong bài chia sẻ về World Offline trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và có một cái quy tắc đó là gieo gì sẽ gặt đó. Khi chúng ta gieo những sự tích cực, những sự năng lượng chính trực thì chính chúng ta sẽ nhận lại những cái điều tích cực đó, những năng lượng đó và những sự chính trực đó. Tại vì chúng ta gieo những nghi ngờ, những chỉ trích thì chúng ta sẽ nhận những điều đó và không ai muốn nhận những điều xấu cho cuộc đời của mình, đúng không ạ? Tại vì Sương An chắc chắn tin rằng tất cả chúng ta ai cũng mong muốn chúng mình sẽ nhận những cái điều tốt cho cuộc sống của mình, đó là những sự tin cậy, lòng yêu thương lẫn nhau cũng như là nhiều nhiều cái giá trị tốt đẹp, những cái giá trị nhân văn ở trong cuộc sống của mình. Và điều này sẽ càng làm cho cuộc đời, cuộc sống của mỗi một chúng ta sẽ trở nên ý nghĩa hơn ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tập trung 100% năng lượng cho buổi tối ngày hôm nay để nhận những giá trị thật là tuyệt vời. Xin mời cả nhà hãy cho Sương An nhìn thấy được cái tinh thần mà mọi người đang rất là sẵn sàng để chào đón, nhận lấy những giá trị tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Thì hãy cho Sương An nhìn thấy những chữ SS ở trong khung chat được không ạ? Yeah. Sương An đã thấy được những chữ SS đã xuất hiện, dần dần xuất hiện rất nhiều ở trên khung chat. Cảm ơn quý ông bà, anh chị em rất là nhiều. Vậy thì bây giờ Sương An sẽ bật mí speaker trong buổi tối ngày hôm nay. Speaker này Sương An rất là may mắn bởi vì đây cũng là rất là nhiều lần rồi Sương An được cộng tác cùng với anh, và anh có một cái điểm mà rất là đặc biệt và Sương An rất là khâm phục anh, đó là mặc dù là anh ở nước ngoài, anh nói tiếng Việt anh cho là không tốt, nhưng mà đối với Sương An thì Sương An thấy là anh nói chuyện cực kỳ tốt, ngay cả làm tốt hơn hơn dùng tiếng Việt tốt hơn cả Sương An nữa. Và anh rất là yêu của offline, cực kỳ yêu của offline. Và bây giờ thì Sugan xin được phép mời speaker Andy Tuấn Bùi đến từ Thụy Điển ạ. Chúng ta hãy cho speaker. Ok. Ok. Xin chào đến tất cả các cô chú anh chị em đã có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Và xin cảm ơn MC Xuân An rất là nhiều. Mọi người có nghe Tuấn nói rõ không ạ? Dạ rất là rõ anh Tuấn ơi. Cảm ơn Xuân An và cảm ơn ekip nhé. Trước khi chúng ta vào chương trình thì Tuấn xin giới thiệu về bản thân của mình một chút xíu. Đó chính là Tuấn thì tên là Andy Tuấn Bùi và hiện tại thì Tuấn đang sinh sống tại Thụy Điển. Tuấn sinh năm 82, gia đình của Tuấn đi vượt biên năm 87, nghĩa là lúc Tuấn còn 4 năm tuổi thì Tuấn đã rời Việt Nam rồi. Và năm 87 thì được qua Hồng Kông, ở đó được 2 năm mấy 3 năm.
Sau đó được may mắn là được đi Đan Mạch. Hiện tại là Tuấn đang sinh sống tại Thụy Điển. Thì lúc mà Tuấn ở Đan Mạch đó thì có đi học tiếng Việt khoảng tầm 1 năm thôi. Và 1 năm là được đi học tiếng Việt trong vòng một buổi. Và một buổi là Tuấn không nhớ là 1 hoặc là 2 tiếng gì đó, mỗi một thứ bảy. Và ngày hôm nay tiếng Việt của Tuấn càng ngày càng giỏi hơn, càng phát triển hơn. Thì cũng là qua cái sự là hồi nhỏ là Tuấn rất là thích nghe mẹ của Tuấn, không phải là nghe mẹ, rất là thích khi lúc mà mẹ của Tuấn nghe những bài Việt trữ tình, nhạc trữ tình đấy, Tuấn nghe Tuấn lại thấy nó rất là thấm vào 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 lòng của mình. Và vì vậy Tuấn tự đi kết nối những người bạn ở bốn phương, những người Việt đó, và từ đó là Tuấn đi tập chat với họ. Và cái tiếng Việt của Tuấn là càng ngày nó lại càng phát triển, nó giỏi hơn. Nhưng mà Tuấn vẫn có một cái giới hạn ở đó, đó chính là tại vì Tuấn không có sử dụng tiếng Việt nhiều, tại vì Tuấn sống ở nước ngoài. Cho nên là cái ngôn ngữ của Tuấn nó sẽ bị hạn chế, cho nên là Tuấn sẽ cố gắng chia sẻ dễ hiểu nhất cho các cô chú anh chị với cái khả năng của mình qua buổi Zoom tối ngày hôm nay. Thì để không có đánh mất thời gian của cô chú anh chị nhiều hơn nữa thì Tuấn xin phép đi vào phần chia sẻ của mình luôn ạ. Yes. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về quỹ tương trợ phi lợi nhuận World of Life. Trên tên đúng của tổ chức của chúng ta đó chính là World of Life Church Goodport. Và nếu anh chị em quan tâm thì có thể đi vào cái đường đường website của World of Life, đó chính là worldoflifeusa.com. Thì đó là cái trang website của chúng ta. Thì World of Life bắt đầu bằng cái gốc là một quỹ từ thiện. Thì quỹ từ thiện này trước kia và đến ngày hôm nay vẫn làm những công tác từ thiện bởi mục sư Nguyễn Thành Nhân. Thì đây là những cái chứng minh cho mọi người thấy là hiện tại World of Life cũng vẫn đang hoạt động về những cái chương trình như vậy. Đây là những đội nhóm của bên World of Life, của nhóm Legion của chúng ta cũng mới thực hiện một cái những cái công tác từ thiện như vậy, cũng nhờ đi đi công tác gọi gì hỗ trợ cho đồng bào tại 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 miền Bắc. Và World of Life cũng vẫn làm những công tác từ thiện ở bên những tấm hình bên tay phải như vậy, và còn rất là nhiều chương trình nữa mà Tuấn không thể nào để được lên hết ở trong này. Thì cái quỹ từ thiện nó là cái gì và nó vận hành như thế nào? Thì mục sư Nguyễn Thành Nhân là người vận hành cái quỹ này bằng cách là đi kêu gọi cái dòng tiền. Và những cái dòng tiền này đó là từ bản thân của mục sư Nguyễn Thành Nhân, từ những chương trình phi lợi nhuận, từ những quỹ nhà thờ, những mạnh thường quân và cả chính phủ luôn đóng góp vào một số tiền này để vào cái quỹ này. Và sau đó mục sư của chúng ta sẽ sử dụng cái dòng tiền này vận hành nó và để đi trao cho những nơi mà cần thiết để hỗ trợ được, giúp được cho họ ha. Thì sau một thời gian làm việc như vậy thì mục sư vẫn thấy được ra là đó nó có một cái vấn đề gì đó mà mục sư cho dù mình giúp được họ mà cuộc sống của họ không không dư giả được, không tốt được hơn. Vì cái quỹ từ thiện nó chính là nó chỉ là một chiều thôi, mình chỉ có cho và người ta biết nhận thì họ chỉ có nhận thôi, nhưng mà mình không trao cho họ một cái giải pháp để làm như thế nào mà họ có thể phát triển được cuộc sống của họ tốt hơn. Vì vậy mục sư luôn có một cái hoài bão là hoài bão của tôi là tạo ra một cộng đồng yêu thương và đoàn kết tương trợ lẫn nhau để cùng nhau hạnh phúc và thịnh vượng hơn. Thì thay vì cái quỹ này nó tiếp tục là một cái quỹ từ thiện, đặc biệt là dưới mùa Covid năm 2019, năm 2020 đó, thì những người mạnh thường quân như vậy, họ bản thân của họ cũng bị vướng vào những cái khó khăn khi mà cái dịch Covid nó đến, thì họ cũng không kiếm được ra tiền, thì họ cũng không thể nào tặng cái số tiền để vào cho quỹ để quỹ đi giúp được những người người khó khăn đó nữa. Vì vậy qua cái cơ chế xin lỗi vì vậy qua cái cơ hội này thì mục sư cũng đã thay đổi về cái cách cơ chế và cách vận hành của cái quỹ từ thiện trở thành một cái quỹ tương trợ. Vì vậy đến ngày hôm nay, một ngày nào đó những người mạnh thường quân biết đâu là họ đang cần một cái sự giúp đỡ, thì mục tiêu của cái quỹ tương trợ của chúng ta sẽ giúp được cho họ trong tương lai. Và những người hay nhận được
tiền, đó là những người nhận từ thiện á, một ngày nào đó biết đâu họ cũng muốn đóng góp vào cho quỹ để mình tạo ra một cái cộng đồng sức mạnh chung để đi giúp đỡ những người cần khó khăn hơn. Đó, thì đây là thông tin của mục sư Nguyễn Thành Nhân của chúng ta và cái quỹ của chúng ta. Những anh chị em nào mà quan tâm và muốn tìm hiểu thêm rõ hơn địa chỉ nằm ở đâu này nọ thì có thể chụp cái màn hình này. Và trước khi chúng ta lựa chọn bất kỳ một kinh doanh gì đó hoặc là một 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 gọi là cái gì nhỉ, một để hợp tác cùng một bất kỳ một cái tổ chức gì đó, chúng ta cũng phải coi về cái pháp lý của họ nó có đúng hay không đã, nó có hợp pháp không. Thì trước khi chúng ta nói về cái pháp lý của Butterfly thì chúng ta cần phải hiểu về ICCI. Về ICCI là cái gì? ICCI là một tổ chức nhà thờ Cơ Đốc giáo độc lập quốc tế, và ICCI tập trung vào việc thúc đẩy giáo dục, kinh tế và tình để kinh thánh xin lỗi kinh thánh và tình đoàn kết cộng đồng giữa các nhà thờ và giữa thành viên của họ. Thì cái quỹ cái tổ chức ICCI này ở bên Mỹ họ rất là lớn, và mục sư của chúng ta đã được chứng nhận bởi cái quỹ cái tổ chức này. Và đây là cái giấy giấy chứng nhận của mục sư của chúng ta đã được cái tổ chức này chứng nhận. Và sau đó mục sư đã được chứng nhận cho cái quỹ Word of Life Church School Board của chúng ta, và cái Church School Board của chúng ta đã được chứng nhận là một cái tổ chức con của ICCI. Thì đây là cái giấy chứng nhận, giấy công nhận. Sau đó phải gì? Word of Life đã được cấp cho giấy phép để hoạt động bởi chính phủ Mỹ tại tiểu bang State of Mississippi ha. Thì đây là cái giấy mà đã được chứng nhận và cấp phép để được chúng ta được hoạt động pháp lý. Những anh chị em nào mà quan tâm muốn tìm hiểu sâu hơn về những cái phần này thì chúng ta có thể đi vào cái cổng cổng doanh nghiệp của chính phủ Mỹ và đánh vào cái con số 1325014 thì anh chị sẽ thấy được những cái thông tin cụ thể hơn. Thì dưới đây chúng ta có một dòng nó gọi là business type, nó đề là non profit corporation, nghĩa là phi lợi nhuận, nghĩa là cái business type của chúng ta đó là một cái quỹ phi lợi nhuận. Và cái thời hạn period of duration là cái thời hạn hoạt động, nó đề là perpetual, nghĩa là vĩnh viễn, nghĩa là cái quỹ của chúng ta được phép vận hành và hoạt động vĩnh viễn, nghĩa là một ngày nào đó nếu mà CEO có qua đời thì sẽ có một người nào khác họ đứng lên, họ sẽ tiếp tục và vận hành cái quỹ này cho đến đời con đời cháu, và nó cứ tiếp tục như vậy vĩnh viễn. Word of Life của chúng ta cũng có một cái tài khoản ngân hàng ở ngân hàng Regent tại Hoa Kỳ. Thì để được có một cái tài khoản ngân hàng thì chúng ta cần phải có giấy phép lung đầy đủ hết. Vì vậy những anh chị em nào mà quan tâm đây có phải là một cái ngân hàng có đúng không thì có thể chuyển khoản vào chuyển 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 vài đô vào cái tài khoản này của ngân hàng để tự tìm hiểu xem nó có đúng như những gì chúng ta đang chia sẻ trên cái màn hình này không ạ nhé. Và Việt Nam, tại thị trường Việt Nam thì Water Fly của chúng ta đã bắt đầu hoạt động từ tháng 3 năm 2023. Thì ngày hôm nay Water Fly Việt Nam đã được nâng cấp lên là doanh nghiệp xã hội. Và để được chấp nhận là một doanh nghiệp xã hội thì chính phủ Mỹ gọi là cái gì nhỉ? Đặt ra cái điều kiện là 51% của cái lợi nhuận của cái quỹ chúng ta kiếm được phải đóng góp về cho đất nước Việt Nam để xây dựng đất nước Việt Nam. Mục sư của chúng ta đã cam kết thay vì là 51%, mục sư lấy luôn cả 100% của cái lợi nhuận của thị trường Việt Nam để đóng góp để xây dựng cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Waterflash của chúng ta đang phát triển rất là mạnh, và đây là những sự kiện đã từng diễn ra tại Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh tháng 1 ngày 30. Để cho anh chị em thấy được là thật ra là Waterfly của chúng ta đang hoạt động rất là tốt và rất là mạnh. Và đây là sự kiện tại tháng 6 ở Hà Nội. Những sự kiện này là có trên 500 thành viên đã tham gia và khách mời nhá.
Hello, hello. Vâng. Xin lỗi. Hello. Yes. Ok. Và đây là một cái sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh lúc 15 tháng 6. Anh chị em sẽ thấy là có rất là nhiều khách mời cũng như là thành viên đã tham gia vào những sự kiện này để tìm hiểu về Water of Life. Và còn cái sự kiện ngày 25 tháng 8 này đó là ra mắt World Bank, cũng như là cái sàn thương mại điện tử của chúng ta là World Market. Và trong cái sự kiện này là có trên 1.500 thành viên đã tham gia cũng như là khách mời tham gia và đối tác của World of Life nữa. Ngày 31 tháng 8 chúng ta cũng có một cái sự kiện ở trên trên Hà Nội, ở tại Hà Nội, và cũng có trên 1.500 thành viên đã tham gia cũng như là khách mời ạ. Thì sự kiện sắp tới của chúng ta sẽ được diễn ra tại sân vận động tại Mỹ Đình. Dự định sẽ là lên đến 70.000 thành viên và khách mời sẽ tham gia. Đây là một sự kiện lớn nhất của năm 2024 của World of Life của chúng ta. Vào tháng 11 này, anh chị hãy chờ đón nhé. Ok, World of Life của chúng ta thật ra là đến ngày hôm nay là đã hoạt động được trên toàn cầu, và dường như là như 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 hồi nãy thì Tuấn có nói là chúng ta đã được những cái giấy phép để hoạt động từ năm 2022, và hoạt động tại Việt Nam là từ tháng 3 năm 2023, và cộng đồng của chúng ta đang phát triển rất là mạnh trên toàn cầu. Chúng ta đã có trên 16.000 thành viên và phát triển trên 50 quốc gia rồi. Tuấn rất là vui ngày hôm nay đã được ngồi đây để chia sẻ cho các anh chị biết về cái quỹ tương trợ phi lợi nhuận này. Tuấn đã được CEO chứng nhận, gọi là cái gì nhỉ, vinh dự tặng cho cái chức vị là người đại diện cho thị trường Thụy Điển. Tuấn cũng sẽ là người chịu chịu trách nhiệm về cái pháp luật tại Thụy Điển. Và Tuấn tham gia vào World of Life từ tháng 10 năm 2023. Và kinh nghiệm của Tuấn là Tuấn có 4 năm kinh nghiệm với công ty Enagic, đó là về cái máy nước Hanken. Và mục tiêu của Tuấn đó chính là đóng góp cho cộng đồng World of Life để chúng ta đạt được 1 triệu, trên 1 triệu thành viên vào cuối năm 2025. Vậy sứ mệnh của World of Life là gì? Sứ mệnh của World of Life là kết nối và phát triển cộng đồng trên toàn cầu, cung cấp giải pháp và tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp, và giúp cho tất cả thành viên của World of Life trên toàn cầu được thu nhập thụ động, tự do về thời gian, an tâm về sức khỏe và bình an trong tâm hồn. Ngày hôm nay, xin lỗi mọi người nhé, cái này là tiếng Anh, Tuấn chưa có đổi lại tiếng Việt. Đây là cái lộ trình của World of Life của chúng ta. Chúng ta hiện tại là đang ở cái giai đoạn là 2024. Thì 2024 này là chúng ta đã được gọi là ra mắt ngân hàng số của chúng ta, đó là World Bank. Cộng thêm đó là trong cái World Bank của chúng ta, đó là chúng ta có cái World Token sữa, là cái đồng tiền thương mại điện tử của chúng ta. Năm 2025 chúng ta sẽ ra những cái trụ sở ngân hàng của chúng ta, nếu mà mọi thứ sẽ diễn ra ổn định và tốt, thì khoảng tầm vào tháng 10 cuối năm 2025 thì bắt đầu những cái trụ sở đầu tiên về ngân hàng của World Bank sẽ được ra mắt tại Mỹ, và mục tiêu là sẽ tất cả quốc gia sẽ có ngân hàng của World of Life trên toàn cầu. Và chúng ta cũng đã ra mắt được cái World Market của chúng ta, đó là cái sàn thương mại điện tử của chúng ta. Và năm 2026 thì chúng ta sẽ ra mắt cái câu lạc bộ triệu đô của World of Life. Năm 2027 sẽ ra mắt gọi là cái gì nhỉ? Mạng xã hội của chúng ta, đó là World Social Network. Xin lỗi. Gọi là cái gì nhỉ? Mạng xã hội á? Yes, cái mạng xã hội của chúng ta. Và chúng ta sẽ ra cái sàn giao dịch về giống như là cái tiền điện tử đó. Chúng ta cũng sẽ có một cái sàn giao dịch như vậy vào năm 2027, và năm 2028 thì chúng ta sẽ tiếp tục phát triển cái công nghệ của chúng ta, và chúng ta sẽ tạo ra những cái di sản để cho đời đời con cháu của chúng ta có thể tiếp tục
duy trì được cái word of life của chúng ta như vậy. Đó. Thì đây là hệ sinh thái của word of life. Word of life có những hệ sinh thái, và một trong những hệ sinh thái đó chính là cộng đồng word of life của chúng ta, đó chính là những thành viên. World of Life có World Bank là ngân hàng số của World of Life. World of Life có World Market, đó là sàn thương mại điện tử của chúng ta. World of Life sắp sẽ ra mắt cái World Insurance, đó là cái bảo hiểm nhân thọ của World of Life. World of Life cũng sẽ ra cái World Education, và cái World Charity, đó là cái công tác từ thiện, công tác cộng đồng cũng như là làm những điều từ thiện. Thì hiện tại chúng ta vẫn đang hoạt động như vậy. Và World of Life có cái World Travel. Đó là cái nơi mà chúng ta có thể đi đi du lịch và đặt khách sạn tùm lum tà la nữa. Và cuối cùng đó chính là World Estate và Investment, đó chính là cái nơi cho những anh chị em nào mà thích đầu tư, thì World of Life sẽ có những nơi để cho anh chị em đầu tư vào trong hệ thống World of Life. Vậy nói chung World of Life sẽ là một cái nền tảng đa lĩnh vực, nghĩa là ở ngoài thị trường kia có những cái gì tốt, chúng ta có thể kết nối được vào trong World of Life. Nếu mà nói ngắn gọn hơn một chút xíu thì cái World Bank của chúng ta hiện tại đang là một cái sàn, một cái nền tảng công nghệ blockchain sử dụng cái dòng tiền điện tử. Thì cái lĩnh vực dòng tiền điện tử này nó là một cái lĩnh vực rất là khủng và rất là lớn, con số rất là lớn. Vì vậy chúng ta cũng muốn tham gia vào một cái lĩnh vực như vậy để cho World of Life phát triển được cái nền kinh tế nữa. World Market cũng là một cái lĩnh vực mà kiếm được rất là nhiều tiền. Chúng ta có thể so sánh như là Lavida, Shopee, Alibaba, eBay, lúc này nó Amazon đó. Thì World of Life cũng có một cái World Market của chúng ta, và trong tương lai thì những cái dòng tiền từ hai cái nền tảng này, Tuấn tin rằng đó là những dòng tiền rất là khủng. Yes, đi tiếp ha. Thì trong những cái chương trình tương trợ của chúng ta cho cộng đồng, mà chương trình đầu tiên đó chính là tương trợ cho thành viên đi du lịch 100% với điều kiện là ở cái cấp độ thứ năm, level 5. Thì ở đây nếu mà anh chị em nào mà thích đi du lịch mỗi năm, thì bây giờ nếu trở thành thành viên của World of Life thì anh chị em sẽ được tương trợ 100% cho những cái chuyến tour đi du lịch của gia đình mình. Tiếp theo đó chính là chi phí về giáo dục tương trợ được 100%. World of Life biết được là rất là nhiều anh chị em phụ huynh có con, thì đó là một cái gánh nặng rất là nặng về kinh tế, mỗi tháng cần phải lo cho con của mình phải được lo ăn lo học đầy đủ. Và hiểu được cái gánh nặng đó thì CEO ra một cái chương trình để giúp được cho những phụ huynh như vậy, bằng cách là nếu mà ngày hôm nay Tuấn ví dụ là một gia đình nào đó có một đứa con, và cái chi phí của một đứa con này để được ăn học đầy đủ một năm coi là 20 triệu đi. Coi là 20 triệu đi. Thì để được tham gia cái chương trình này trước ít nhất là thành viên này phải ở cái cấp độ 5. Và một năm nếu mà gia đình này cần 20 triệu thì cần phải tương trợ vào cho World of Life là 150 triệu. Đó chính là 30 triệu phải tương trợ vào cho World of Life. Và sau đó World of Life sẽ giải ngân cho thành viên này mỗi quý một năm 4 lần, tổng cộng là 20 triệu mỗi năm. Nếu mà cái hợp đồng của con đi học là 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm ví dụ đi, thì trong 10 năm nay World of Life vẫn tương trợ mỗi quý là 5 triệu mỗi tháng cho đến khi hết cái hợp đồng. Và sau khi hết hợp đồng thì World of Life lại tương trợ lại cho phụ huynh là 150% mà phụ huynh đã tương trợ vào cho quỹ ngay ban đầu. Và cái chương trình này chúng ta có thể áp dụng được trên toàn cầu ha. Máy nước Kangen thì chỉ cần với cấp độ 1 thôi là chúng ta có thể được được tham gia cái chương trình máy nước Kangen này. Tôi có biết là anh chị em nào mà chưa biết về máy nước Kangen không ạ? À? Bản thân Tuấn thì đang sở hữu cái máy này ở nhà, và đối với Tuấn nó không chỉ là một cái máy lọc nước thông thường, mà đây là một cái thiết bị y khoa. Trước kia Tuấn đến với cái máy nước này thì cũng là một cái duyên, tại vì bản thân Tuấn đã từng bị ung thư. Thì lúc đó thì Tuấn cũng nghĩ là lỡ như mình có mất thì điều gì sẽ xảy ra cho vợ, cho con của mình. Ví dụ vậy đi. Thì Tuấn đi tìm kiếm một giải pháp cũng như là một cái kinh doanh gì đó để một ngày nào đó lỡ như vợ mình có mất thì mình
ít nhất là cũng có thể để được lại một cái gì đó cho vợ cho con của mình. Thì Tuấn, cái duyên của Tuấn là tự nhiên Tuấn đi tìm kiếm một cái cơ hội, thì cái máy nước này nó hiện lên trước mặt Tuấn. Tuấn không biết nó là cái gì, thì qua cái sự kinh doanh đó thì Tuấn được mời tham gia, thì Tuấn quyết định mình mua cái máy này về. Thì Tuấn uống được cái nguồn nước này trong vòng 2 tuần thôi, thì Tuấn là cảm nhận được là lúc đó là trong mùa hè và Tuấn đang bị dị ứng phấn hoa. Thì Tuấn uống được cái nguồn nước này trong vòng 2 tuần thì Tuấn lại nghĩ, Tuấn lại bị mất đi cái dị ứng phấn hoa đó trong cái mùa hè đó. Thì Tuấn nghĩ là ủa, tại sao mình lại không có được cái những cái triệu chứng phấn hoa nữa trong khi đây là mùa hè. Thì Tuấn mới nghĩ được ra là à, hay là có khi nào mình đang uống cái nguồn nước này không. Thì Tuấn lên mạng Tuấn tìm hiểu nữa, là có rất là nhiều anh chị em cũng bị dị ứng phấn hoa lúc giống Tuấn trong cái thời điểm đó. Thì Tuấn mới hiểu được là à, chúng ta Tuấn đang uống được cái nguồn nước này vào, nó thanh lọc và cơ thể nó đào thải những cái độc tố và nó cân bằng được cái độ pH, nó chống được lại cái độ oxy hóa trong cơ thể của mình, thì cơ thể của mình nó tự chữa lành thôi. Và trong cái thời gian đó thì sức khỏe của Tuấn lại tốt hơn. Nhưng mà trước khi mà Tuấn sở hữu cái máy này thì Tuấn đã quyết định Tuấn mổ đi cái ung thư của mình rồi, cho nên là Tuấn không có cảm nhận được nó hỗ trợ được cho cái điều trị ung thư hay là không. Nhưng mà Tuấn có những câu chuyện rất là thú vị và cũng giúp được cho những anh chị em đã từng bị ung thư, mà họ uống được cái nguồn nước này đã hỗ trợ được cho sức khỏe của họ, hỗ trợ được cho cái sự điều trị ung thư của họ. Ok, thì khi mà sở hữu được cái máy này qua Waterfly, khi mà các anh chị em muốn sở hữu cái máy này qua Waterfly thì anh chị em chỉ cần cấp độ 1 thôi và mua cái máy này với giá gốc của công ty Inet. Thì sau khi mua cái máy này với giá gốc thì anh chị em sẽ nhận được cái sự tương trợ từ quỹ Waterfly là 2.000 đô. Thay vì anh chị lấy cái 2.000 đô đó và đi tiêu xài thì nó cũng hết thôi. Nhưng mà trong Waterfly của chúng ta sẽ có một cái giải pháp để anh chị lấy cái 2.000 đô này đút vào một cái quỹ, nó gọi là cái quỹ khởi nghiệp. Cái quỹ khởi nghiệp này sẽ tạo ra cho anh chị cái dòng tiền là 2.000 đô mỗi năm. Và gọi là nói chung là tạo ra 2.000 đô trong một cái thời gian lâu dài ha. Yes, tiếp theo đó chính là thu nhập thụ động. Trong Waterfly của chúng ta có đa nguồn thu nhập và giúp cho chúng ta nhận được cái dòng tiền thụ động trong Waterfly nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được những cái bằng chứng, những cái hóa đơn của những thành viên đã được quỹ Waterfly tương trợ dòng tiền khi mà họ tham gia chương trình du lịch, họ tham gia chương trình giáo dục, họ mua máy khánh kiện, họ cũng nhận được 2.000 đô và họ cũng nhận được thu nhập thụ động từ trong cái nền tảng của Waterfly. Thì đây là một nền tảng rất là tuyệt vời nếu mà anh chị em chưa có một cái chiến lược về tài chính cho bản thân của mình, thì Waterfly sẽ đáp ứng được cho anh chị những cái điều đó. Tiếp theo chúng ta có chương trình mua xe 50%, đòi hỏi chúng ta phải ở cấp độ 10. Nếu mà ngày hôm nay anh chị em nào mà có nhu cầu mua xe thì anh chị em chỉ cần tương trợ cái giá trị của con xe mà anh chị hiện tại đang thiếu ngân hàng. Chúng ta nói nếu mà ngày hôm nay anh chị em đang quan tâm mua con xe mà cái giá trị sau khi anh chị đã mua con xe về rồi, cái số tiền mà anh chị đang thiếu ngân hàng thì anh chị cần phải tương trợ vào cho quỹ là 50%. Sau đó anh chị không cần lo bất kỳ điều gì cả, Waterfly sẽ tương trợ cho anh chị hàng tháng để anh chị có số tiền để trả cho ngân hàng hàng tháng. Nếu mà cái hợp đồng của anh chị là 5 năm với ngân hàng, 8 năm với ngân hàng ví dụ vậy đi, thì Waterfly sẽ ký một cái hợp đồng 8 năm với anh chị. Mỗi tháng Waterfly sẽ tương trợ lại cho anh chị cái số tiền anh chị cần phải tương trợ vào cho ngân hàng, xin lỗi, trả cho ngân hàng đó. Và cái điều rất là tuyệt vời ở đây là sau cái hợp đồng 5 năm, thậm chí là 8 năm đi, sau hợp đồng của anh chị với Waterfly lại kết thúc, anh chị có thể trả lại, bán lại con xe của anh chị cho Waterfly và anh chị nhận được lại cái 50% mà anh chị tương trợ vào cho Waterfly ngày ban đầu. Nghĩa là trong 5 năm này, trong 8 năm này anh chị đã chạy xe hoàn toàn là miễn phí. Một chương trình rất là tuyệt vời đúng không ạ? Còn nếu mà anh chị không muốn bán xe lại cho Waterfly mà anh chị thích cái con xe này nhiều lắm, anh chị có thể là chạy thêm 10 năm nữa thì tổng cộng là 18 năm đây ví dụ đi. Sau 18 năm anh chị có thể bán lại con xe này cho Waterfly thì anh chị vẫn nhận được cái 50% anh chị tương trợ vào cho quỹ ngày ban đầu. Còn nếu mà anh chị sau 8 năm sau cái hợp đồng anh chị muốn đổi một con xe mới thì anh chị cứ lấy một con xe mới
cùng giá như vậy và chạy tiếp thôi, không cần phải bỏ tiền ra thêm nữa. Thì cái chương trình này của chúng ta được áp dụng trên toàn cầu ha, một chương trình rất là tuyệt vời cho những anh chị em nào mà chuẩn bị mua xe. Thì mua nhà thì đòi hỏi là anh chị em cần phải lên cấp độ 20. Và mua nhà thì được tương trợ lên đến 65% và anh chị chỉ cần tương trợ vào cho quỹ là 35% thôi. Và nó cũng hoạt động tương đương với lại cái mua xe. Ok, chương trình tiếp theo đó chính là giảm thuế cho doanh nghiệp. Thì cái chương trình này hiện tại chỉ đang được áp dụng tại Mỹ thôi. Và chúng ta cũng sẽ có những cái chương trình về du học, xuất khẩu lao động và định cư luôn nữa. Hiện tại tại Việt Nam thì đang có cái chương trình bảo hiểm nhân thọ rất là tuyệt vời cho những anh chị em nào mà quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ. Thì Tuấn không phải là chuyên gia về bảo hiểm nhân thọ cho nên Tuấn cũng sẽ không đi sâu vào cái vấn đề này. Chúng ta sẽ có những buổi Zoom sau này chia sẻ sâu hơn về những cái bảo hiểm, về những cái chương trình bảo hiểm nhân thọ. Xin lỗi. Chúng ta cũng có cái chương trình là tầm soát sức khỏe miễn phí từ cấp độ 1. Tại Việt Nam thì chúng ta có những văn phòng đối tác, anh chị có thể đến những cái văn phòng của Waterfly, những đối tác của Waterfly và được kiểm soát hoàn toàn miễn phí nhé. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ kết nối những nhà hàng, những khách sạn, resort, spa, nail, cà phê lúc này nọ để cho thành viên của chúng ta được áp dụng những cái chương trình, những cái dịch vụ của những đối tác của chúng ta. Thì khi là thành viên anh chị sẽ được những cái giá ưu đãi từ 10 đến 90%. Và chương trình này sẽ được áp dụng trên toàn cầu khi chúng ta kết nối được những cái doanh nghiệp này vào cái hệ sinh thái của chúng ta. Và nếu hiện tại ngày hôm nay anh chị đang ngồi ở đây, anh chị là những chủ doanh nghiệp mà muốn kết nối vào Waterfly, muốn trở thành đối tác của Waterfly, thì cái quyền lợi của anh chị đó chính là được quảng cáo miễn phí. Anh chị sẽ có cộng đồng Waterfly là khách hàng của anh chị, sẽ giúp được anh chị gia tăng thu nhập và giúp anh chị chi phí về, giảm chi phí về về quảng cáo này nọ ha. Tiếp theo đây chính là cái ngân hàng số World Bank của chúng ta. Tháng 6 thì mục sư đã xin lỗi. Mục sư chúng ta Waterfly đã ra mắt ngân hàng số của chúng ta vào tháng 6 và đến ngày hôm nay cũng đã được trên 4 tháng rồi. Thì ngân hàng số của chúng ta đó là một ngân hàng kỹ thuật số, chúng ta đang đón đầu xu thế và là ngân hàng số blockchain đầu tiên trên toàn cầu luôn ha. Và như Tuấn hồi nãy có nói thì trong 2025 này chúng ta sẽ có những trụ sở tại Mỹ trước đã và mục tiêu sẽ là trên toàn cầu. Và ngân hàng số của chúng ta đang có 3 đồng token, đó chính là đồng gold, đó là cái đồng gọi là cái gì? Đồng gọi là đồng tài sản hả? Nó cũng dự định như là đồng Bitcoin vậy đó. Và chúng ta có đồng wallet và chúng ta có đồng USDW. Thì hiện tại những cái đồng coin của chúng ta này đang được sử dụng trên cái sàn thương mại điện tử WeBuy. Nếu mà anh chị em nào thích mua sắm thì có thể lên WeBuy sử dụng những cái dòng đồng tiền của Waterfly này mua mua sắm ở trên cái sàn thương mại điện tử WeBuy này á, WeBuy. Ngoài ra, nếu mà anh chị em thích đầu tư đó thì Waterfly của chúng ta đang có những cái gói đầu tư cho anh chị rất là tuyệt vời. Hiện tại thì chúng ta có 50 share, vòng 1 là 10 share, 100 đô, vòng 2 là 150 đô và cứ tiếp tục như vậy đến vòng 5 là 300 đô. Tổng cộng ở đây là 1 triệu đô ha. Thì Tuấn sẽ nói là vòng 1 là đã kết thúc rồi, hiện tại chúng ta đang ở vòng 2. Vậy cái quyền lợi khi chúng ta đầu tư vào Waterfly cái quyền lợi khi chúng ta đầu tư vào World Bank là gì? Thứ nhất, nếu mà anh chị ngày hôm nay quyết định đầu tư vào World Bank thì anh chị sẽ có một cái cơ hội để bảo lãnh cả gia đình sang Mỹ định cư qua cái dạng là L1A. Thứ hai, đó chính là anh chị sẽ nhận được cái sự cam kết từ Waterfly là 40% mỗi năm suốt 50 năm từ năm thứ hai. Lợi nhuận là 40% anh chị sẽ nhận về là 40% mỗi năm nhá, trong suốt 50 năm. Tiếp theo, đó chính là nếu khi mà anh chị được qua Mỹ định cư
thì Waterfly sẽ nuôi anh chị ở trong vòng 5 năm hoàn toàn miễn phí. Còn nếu mà anh chị em có một cái nơi ở riêng thì anh chị em được quyền nhận 2.000 đô mỗi tháng. Đó là cái quyền lợi thứ ba. Quyền lợi thứ tư đó chính là con cái của anh chị sẽ được đi học hoàn toàn miễn phí và anh chị sẽ được hưởng chế độ an sinh xã hội nữa. Và sau 5 năm, anh chị sẽ nhận lại vốn của mình 100% mà anh chị đầu tư vào World Bank ngày ban đầu. Rất là nhiều quyền lợi đúng không ạ? Rất là tuyệt vời luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về World Market. World Market là cái sàn thương mại điện tử của World of Life. Thì chúng ta ra mắt cái sàn thương mại điện tử này, bản thân Tuấn thì cũng sẽ tin là đây là một cái sự cạnh tranh trực tiếp với lại những cái sàn thương mại điện tử rất là nổi tiếng tại Việt Nam luôn. Thì những sản phẩm ở trong World Market của chúng ta đó là những sản phẩm chất lượng cao. Những sản phẩm này đã được kiểm duyệt kỹ lưỡng rồi. Và đây là một nơi để tạo cho cơ hội những doanh nghiệp để quảng bá được sản phẩm của họ trên toàn cầu với cái chi phí rất là thấp. Khi anh chị em là thành viên của World Fly thì anh chị em có được cái cơ hội để sử dụng sản phẩm thông minh ha, được chiết khấu hấp dẫn. Và khi mà anh chị tiêu dùng cái sản phẩm dịch vụ ở trong World Market đây thì anh chị sẽ được được cái quyền lợi rất là cao và anh chị em cũng có thể kiếm được cái thu nhập trong trong World Market nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chính sách và cái kế hoạch phát triển. Thì nãy giờ những anh chị em sẽ thấy được là chúng ta có những cái chương trình, những cái nơi đầu tư rất là tuyệt vời, những cái hệ sinh thái rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì đó chính là những cái công cụ giúp cho chúng ta để đi phát triển được cộng đồng này. Vì vậy Tuấn tin rằng khi mỗi một người ngày hôm nay ngồi đây thấy được cái sự tuyệt vời của Waterfly vậy mang lại rất là nhiều giá trị và quyền lợi cho một thành viên như vậy. Thì Tuấn tin rằng ở ngoài kia còn rất là nhiều người họ cũng đang mong chờ muốn được sử dụng, muốn được tham gia để trở thành thành viên giống như anh chị thôi. Và những cái chương trình của Waterfly như vậy sẽ giúp anh chị sẽ làm một cái công cụ để giúp anh chị đi kết nối dễ dàng hơn. Bản thân Tuấn là hoàn toàn không có một cái kinh nghiệm gì về về kết nối trước kia, nhưng mà khi mà Tuấn vào World of Life thì Tuấn thấy là ở trong này cái gì chúng ta cũng có. Chúng ta đi kết nối được một người thì cho dù cái nhu cầu của họ là cái gì thì chúng ta cũng có thể giúp được cho họ ở trong World of Life. Thì đây là một cái chương trình rất là tốt ạ. Rồi, chúng ta sẽ nói về cái kế hoạch và phát triển về về World of Life như thế nào ha. Thì nãy giờ chúng ta nghe rất là nhiều quyền lợi của World of Life rồi. Về điều kiện để tham gia là gì? Điều kiện tham gia với World of Life duy nhất là 100 đô. Chúng ta không nói là 100 đô mỗi tháng. Chúng ta cũng không nói là 100 đô mỗi năm. Nhưng mà chúng ta nói về 100 đô một lần duy nhất trong đời là anh chị em đã trở thành thành viên của World of Life. Nếu mà ngày hôm nay anh chị em tham gia vào World of Life để trở thành thành viên của World of Life với 100 đô mà sau một năm anh chị em không thấy được giá trị thì anh chị em có thể lấy được lại cái 100 đô này, nghĩa là anh chị em có thể tham gia vào cái quỹ World of Life này hoàn toàn miễn phí trong một năm. Không có nơi nào làm được cái điều này cả. Cho dù anh chị em có đi tập gym đi, ví dụ đi, để đóng phí vào tập gym đi. Anh chị em không đi tập gym anh chị em cũng mất đi cái số tiền đó mỗi tháng. Không có nơi nào mà sẽ trả lại cái số tiền đó cho anh chị, nhưng World of Life làm được cái điều đó. Sau một năm anh chị em không tham gia vào World of Life, muốn rút ra cái 100 đô của mình, thì anh chị em vẫn có quyền làm được cái điều đó với một điều kiện. Khi mà đã rút ra thì anh chị em sẽ mất đi cái quyền lợi. Lần sau anh chị em muốn tham gia vào World of Life sẽ không bao giờ được vào World of Life lần nữa. Lưu ý cái điều này nhé. Ok. Dòng tiền thứ nhất để giúp ta chúng ta phát triển cộng đồng World of Life đó chính là dòng tiền kết nối trực tiếp. Trong World of Life của chúng ta không sử dụng đồng đô, chúng ta không sử dụng dòng tiền đồng tiền Việt Nam. Chúng ta sử dụng đồng point, và đồng point, một point đó chính là 1 đô.
Khi anh chị em đi kết nối người đầu tiên thì ngay lập tức họ cũng tham gia giống anh chị, họ đóng vào cho Waterfly 100 đô thì anh chị em sẽ kiếm được 85 đô. Waterfly chỉ có giữ 15 đô để xây dựng cộng đồng của mình, xây dựng hệ sinh thái của mình thôi, để phát triển Waterfly. Khi anh chị em đi kết nối được người thứ hai, họ cũng đóng vào 100 đô thì anh chị em cũng nhận được 85 đô. Anh chị em muốn kết nối bao nhiêu người cũng được, nhưng đây là phải là người trực tiếp thì anh chị sẽ nhận được 85 đô. Và khi anh chị kết nối được 10 người thì có phải là anh chị em nhận được 850 đô không ạ? Đúng. Nhưng một điều sẽ xảy ra đó chính là khi anh chị đã kết nối được để nhận được 10 lần thì anh chị cần phải tái tương trợ lại 100 đô. Nghĩa là anh chị giữ cho mình đút túi 9 lần và lần thứ 10 mình cần phải tái tương trợ lại một lần để mình tiếp tục mình nhận từ thứ 11 đến lần 20. Và từ 21 đến lần 30 và cứ tiếp tục như vậy, mỗi 10 lần chúng ta cần tái tương trợ lại một lần. Đó là dòng tiền kết nối trực tiếp. Dòng tiền thứ hai đó chính là dòng tiền nâng cấp level. Thì bất kỳ một điều gì xảy ra, bất kỳ 100 đô nào và tương trợ vào cho Waterfly thì ba điều sẽ xảy ra, đó chính là thứ nhất, người giới thiệu trực tiếp, người đi kết nối trực tiếp đó, họ sẽ nhận 15 đô. Người đồng cấp với lại FN đó sẽ nhận được 70 đô, tổng cộng là 85 đô. Đó là lý do tại sao mà khi anh chị hồi nãy kết nối đó, người trực tiếp anh chị sẽ nhận được 85 đô, còn Waterfly sẽ nhận 15 đô. Và để tránh cái trường hợp là bị vượt cấp thì anh chị sẽ bị mất đi 35 đô, thay vì anh chị nhận được 70 đô, giờ anh chị bị vượt cấp chỉ có 35 đô thôi. Ok, tôi nói ví dụ ngày hôm nay anh chị tham gia vào là level 1 với 100 đô. Anh chị đi kết nối người đầu tiên là F1 của anh chị sẽ nhận được 85 đô. Và F1 sẽ đi kết nối ra người F2 khi họ tham gia với 100 đô. Thì người F1 sẽ nhận được 85 đô. Hiện tại bây giờ anh chị chưa nhận được cái gì cả. Để anh chị nhận được cái quyền lợi từ từ F2 thì bản thân anh chị phải nâng cấp lên level, đó chính là tham gia mà thêm 100 đô để nâng cấp lên level 2. Và một ngày nào đó F2 của anh chị cũng nâng cấp lên level 2 thì lúc đó anh chị sẽ nhận được 70 đô và người giới thiệu trực tiếp sẽ nhận được 15 đô, tổng cộng là 85 đô. Và khi F2 này lại đi kết nối với người F3 thì nếu mà anh chị cũng muốn có quyền lợi từ F3 thì anh chị cũng phải nâng cấp lên level 3, lại là thêm 100 đô nữa. Thì một ngày nào đó F3 họ cũng suy nghĩ giống anh chị, khi hệ thống của họ phát triển ở dưới thì họ cũng phải nâng cấp thôi. Và khi mà họ nâng cấp lên level 3 thì anh chị cũng nhận được 70 đô và người giới thiệu trực tiếp là F2 họ nhận về 15 đô, tổng cộng là 85 đô. Và cứ tiếp tục như vậy, level 4, anh chị lên level 4, anh chị sẽ hưởng được quyền lợi của F4. Và với cái mô hình này của Waterfly thì anh chị có thể xây dựng hệ thống dài vô hạn và sâu vô tận. Ok. Nhưng mà hãy lưu ý, trong trường hợp bị vượt cấp là như thế nào? Tôi nói ví dụ đi. Ngày hôm nay mà anh chị có level 2 đi, có một người F2 mà anh chị chưa lên level 2, mà cái người F2 này họ ngay lập tức họ tham gia, họ lên lên level 5. Nghĩa là lúc này anh chị đã bị vượt cấp rồi, tại vì cấp dưới của anh chị họ họ cao hơn anh chị bị vượt cấp. Thì thay vì anh chị nhận được 70 đô, anh chị chỉ nhận được 35 đô thôi. Nhưng mà ở đây anh chị cũng không nhận được 35 đô, nó sẽ bị giam ở trong hệ thống. Cho đến một ngày nào đó bản thân anh chị cũng nâng cấp lên level 2 thì anh chị mới nhận được cái đồng tiền này. Ok. Tiếp tục. Dòng tiền thứ ba đó chính là cái quyền lợi khi mà anh chị đi kết nối trực tiếp. Đây là dòng tiền thụ động 2% ha. Nếu mà anh chị có 10 F1, một trong 10 F1 này tham gia một cái chương trình gì đó của Waterfly. Tôi nói ví dụ một người F1 họ tham gia cái chương trình là đi du lịch đi, với cái gói là 5.000 đô, thì anh chị sẽ thụ động nhận được 2% của 5.000 đô của F1 của anh chị. Cái dòng tiền thứ ba này nó chỉ tính cho khi mà F1 sử dụng dịch vụ thôi nhá.
Thì nếu mà anh chỉ có 10 người, một người sử dụng đi dịch vụ là đi du lịch, anh chỉ nhận 2% của cái gói du lịch của họ đi. Một người mua xe, anh chỉ sẽ nhận được 2% của cái giá trị của cái số tiền họ họ tương trợ cho World of Life. Một người mua nhà, anh chỉ sẽ nhận được 2% của cái số tiền họ tương trợ cho World of Life. Thì đây là một cái nền tảng sẽ giúp anh chị giữ được khách hàng suốt đời luôn. Và đây là cái dòng tiền thụ động rất là cao và rất là tuyệt vời. Vì vậy khi mà anh chị kết nối được được nhiều F1 thì cái quyền lợi của anh chị càng nhiều càng cao hơn nữa. Tiếp theo chúng ta có cái gói khởi nghiệp, đó là dòng tiền thứ tư. Chúng ta có thể sử dụng cái gói khởi nghiệp này để phát triển hệ thống của mình xuống đến 6 tầng luôn. Và cơ chế của cái gói khởi nghiệp này là khi anh chị sở hữu được một trong năm gói, thậm chí là cả năm gói luôn. Nếu mà anh chị em sở hữu được cả năm gói, đó chính là 3.750 đô. Tuấn ví dụ ngày hôm nay anh chị em đang sở hữu cái gói 50 đô đi. Và anh chị kết nối được một người F1, họ đang quan tâm đến cái máy kháng kiện, họ mua cái máy kháng kiện, thì họ sẽ nhận được cái sự tương trợ từ World of Life là 2.000 đô. Thì họ sẽ lấy 2.000 đô đó của họ, họ sẽ kích hoạt cái gói Diamond là 2.000 đô. Thì trong lúc này anh chị sẽ nhận được 10% của cái gói nhỏ nhất. Và cái gói 50 đô của anh chị đó là chính là cái gói nhỏ nhất ở trong hai gói. Anh chị sẽ nhận được 5 đô thôi. Nhưng ngược lại, nếu mà anh chị đang sở hữu cái gói 2.000 đô mà người F1 đó mua máy kháng kiện nhận được 2.000 đô tương trợ, họ cũng kích hoạt cái gói 2.000 đô, thì anh chị sẽ nhận được 10% của cái gói 2.000 đó, đó chính là 200 đô. Và chúng ta sẽ nhận được 10% xuống đến 6 tầng. Ok. Lưu ý một điều. Để được kích hoạt những cái gói này thì anh chị cần phải kiếm được hoa hồng từ World of Life hoặc là sử dụng những cái dịch vụ ở trong World of Life để nhận được tương trợ để kích hoạt được cái gói này. Tại vì World of Life của chúng ta không huy động vốn, cho nên anh chị em không có bỏ tiền được vào tiền túi của mình vào, cho dù anh chị có bao nhiêu tiền đi nữa anh chị cũng không có bỏ tiền được vào đây để kích hoạt những cái gói này. Ok. Tiếp theo, đó chính là bonus cá nhân, là dòng tiền thứ năm. Để kích hoạt được cái gói những cái gói này thì chúng ta cần phải full cái gói khởi nghiệp hồi nãy ha. Nghĩa là khi mà chúng ta chỉ có sở hữu 2.000 đô thôi là chúng ta vẫn còn 1.000 đô, 500 đô, 200 đô và 50 đô nữa. Nếu mà chúng ta chưa sở hữu cả 5 gói thì chúng ta chưa được kích hoạt cái gói bonus cá nhân. Anh chị em phải sở hữu cả 5 gói này trước đã. Nó phải đầy chứ đã, thì anh chị em mới bắt đầu được kích hoạt những cái gói này. Ok, và ở đây chúng ta có 10 gói 500 đô, 10 gói 1.000 đô, 5 gói 2.000 đô, 3 gói 5.000 đô và một gói 10.000 đô, tổng cộng là 50.000 đô. Vậy nếu mà anh chị em ở ngoài kia mà đang có tiền mà không biết ở nơi nào, không biết một cái giải pháp nào, một cách nào đó để tạo được ra dòng tiền 100% mỗi năm, thì World of Life đang có những cái giải pháp để anh chị em có những cái chiến lược để tạo được ra dòng tiền 100% mỗi năm cho bản thân mình. Thì trong cái gói này là tối đa là 50.000 đô thôi nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ minh họa một chút xíu, đó chính là 10 nhân 10. Ngày hôm nay anh chị vào anh chị kết nối được ra 10 người. Và dưới hệ thống của anh chị mỗi người kết nối được ra 10 người thì đến vòng đến từng F6 thì anh chị sẽ có 1 triệu thành viên. Đúng không? 1 triệu thành viên này mỗi người tham gia vào cái gói khởi nghiệp 50 đô thôi thì anh chị sẽ nhận được về 5 đô cho 1 triệu thành viên này. Trên 1 triệu thành viên này thì đó cái con số tổng anh chị sẽ nhận được đó chính là 5,5 triệu. Vậy nếu mà họ nâng cấp lên level 6 thôi, thì mỗi một người nâng cấp lên level 6 thì mỗi một người anh chị sẽ nhận được 70 đô của họ. Thì lúc này anh chị sẽ có một con số đó chính là 77 triệu. Cộng thêm cái 5 triệu hồi nãy nữa là con số là tổng cộng là trên 83 triệu rồi. Ở đây Tuấn muốn anh chị em phải hiểu một điều.
Đây là chúng ta mới nói một lần đây, chúng ta chưa nói là khi mà hệ thống của chúng ta bắt đầu có 10 F1 thì họ cần phải tái tương trợ lại một lần nữa. Lúc đó cái con số số tiền của anh chị sẽ nhận được là gấp nhiều lần hơn nữa, chứ không chỉ là 83 triệu đô này đâu. Mỗi một lần một thành viên nhận được 10 lần thì họ cần phải tái tương trợ lại, thì lúc đó anh chị lại nhận được 70 đô nữa. Và cái con số này nó không bao giờ ngừng. Đây là một con số rất là khủng, chúng ta rất là khó tính được ra nó là như thế nào, nhưng mà đây là một cái minh họa để mọi người có thể thấy được ra khi mà chúng ta có một triệu thành viên dưới mình là như thế nào. Ít nhất là 83 triệu đô la đấy nha. Nếu mà những anh chị em thấy mà ôi một triệu thành viên tôi làm không được đâu, thì hãy cố gắng làm 1% thôi ha. 100% mình làm không được thì mình cố gắng 1% thôi, thì 1% là chúng ta cũng đã kiếm được trên 833 nghìn đô rồi ạ. Đúng không ạ? Tiếp theo, vậy thì bằng cách nào và tiền từ đâu ra mà Waterfly có thể làm được những điều này, có thể tương trợ được cho thành viên nhiều như vậy? Cách vận hành đồng tiền của Waterfly. Thứ nhất, dòng tiền trong quỹ của Waterfly đó chính là quỹ thành viên. Ở trong này chúng ta có membership, nghĩa là tham gia với 100 đô. Thứ hai đó chính là khi mà thành viên nâng cấp level. Và thứ ba đó chính là khi là thành viên tái tương trợ lại, thì đó là dòng tiền thứ nhất. Dòng tiền thứ hai đó chính là từ quỹ khởi nghiệp và quỹ cá nhân của Waterfly nữa. Thì đây là những cái dòng tiền hồi nãy chúng ta mới nói ha. Tiếp theo đó chính là từ doanh nghiệp đối tác. Khi những doanh nghiệp đối tác của Waterfly này họ cần một cái số tiền để đầu tư để phát triển kinh doanh của họ, thì chúng ta sẽ đầu tư vào cho họ, và khi mà họ thành công đó thì họ sẽ tương trợ vào cho Waterfly một số tiền gì đó để như là một cái sự cảm ơn vậy đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có quỹ cống hiến. Ở trong này chúng ta sẽ có dòng tiền từ từ mục sư, từ CEO của chúng ta, từ cộng đồng Waterfly, từ quỹ nhà thờ, từ các mạnh thường quân và từ các nhà tài trợ của Waterfly, từ chính phủ cũng như là từ cái ngân hàng, từ cái quỹ ngân hàng, những quỹ ngân hàng nữa. Dòng tiền thứ năm đó chính là từ World Market của chúng ta, và dòng tiền thứ sáu đó chính là từ World Bank. Và hai cái nền tảng này đó là hai cái nền tảng mà mang lại cái số tiền khủng khiếp luôn. Thì nếu mà anh chị em nào mà tham gia một chương trình ngày hôm nay mà đang đang lo lắng tôi có nên tham gia một chương trình tương trợ của Waterfly không, lỡ như tôi tham gia được một năm và năm thứ hai họ không có vận hành được nữa thì như thế nào, tiền của tôi mất hay là sao, thì tôi có thể nói với anh chị em là anh chị không có nên lo lắng về cái điều đó. Waterfly đã tính sẵn hết rồi, đã có những giải pháp, lỡ như một chương trình nào đó họ yếu đi nữa, họ hoạt động không tốt, thì chúng ta có những nền tảng khác sẽ hỗ trợ và giúp được cho Waterfly. Và những điều này là mục sư của chúng ta đã từng chia sẻ. World Bank là một một hệ thống độc lập của Waterfly, World Market là một hệ thống độc lập của Waterfly. Và trong hai cái nền tảng này là cái dòng tiền rất là khủng khiếp. Vì vậy những anh chị em nào mà lo năm thứ hai, năm thứ ba mà Waterfly không tương trợ được cho những cái chương trình đó nữa, điều gì sẽ xảy ra? Tuấn có thể ngồi đây rất là tự tin nói là Tuấn không tin cái điều đó sẽ xảy ra khi mà chúng ta đang vận hành tốt được như vậy. Và cái dòng tiền chúng ta có trong cái quỹ này sẽ được những chuyên gia về tài chính họ ngồi đằng sau. Họ sử dụng cái dòng tiền này đi đầu tư và họ lấy tiền sử dụng dòng tiền để tạo ra nhiều dòng tiền hơn cho mình nữa. Chứ dòng tiền của chúng ta nó không đứng yên một chỗ như là một cái đồng tiền gì chết đâu. Ok. Chính phủ hiện tại đang ủng hộ cho Waterfly. Trong cái tấm hình này thì anh chị em đã thấy được là thủ tướng của Waterfly, thủ tướng của Việt Nam đi cùng Waterfly, hay là nói cho nó đúng thì Waterfly của chúng ta đang đi cùng với thủ tướng Phạm Minh Chính. Vậy tại sao chính phủ của Waterfly lại 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 ủng hộ Waterfly như vậy? Tại vì Waterfly đang tạo ra một sự phát triển ủng hộ để giúp để phát triển một cái nền kinh tế cho đất nước Việt Nam. Và Waterfly giúp được cho doanh nghiệp có thêm khách hàng và tiết kiệm được chi phí. Trong Waterfly thì thành viên có những sản phẩm và dịch vụ sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tốt nhất và
sẽ sở hữu sử dụng được những cái sản phẩm, những cái dịch vụ này với cái giá ưu đãi nhất và giá tốt nhất. Và làm cái điều đó, làm được những cái điều đó thì thành viên họ lại thích tiêu xài nhiều hơn, đúng không ạ? Và khi họ thích tiêu xài được nhiều hơn thì doanh nghiệp sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Khi doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền hơn thì có phải là họ đóng thuế cho nhà nước nhiều hơn không ạ? Vì vậy, chính phủ của chúng ta đang ủng hộ Waterfly rất là mạnh. Hãy nhớ trong sự kiện tháng tháng 11 này của chúng ta sẽ có một cái sự kiện lớn nhất của năm 2024, sẽ lên đến 70.000 thành viên luôn. We Care for Humanity ha. Thì đây là một cái sự kiện được diễn ra vào đầu tháng 8 tại Mỹ. Thì trong cái sự kiện này có những người rất là đặc biệt như là nữ hoàng của Philippines, nữ hoàng của Malaysia và những thủ tướng của những quốc gia khác. Sau cái sự kiện này thì họ đã mời Waterfly đến đất nước của họ để phát triển Waterfly trên đất nước của họ. Thì anh chị em sẽ thấy được là cái xu hướng của chúng ta đang đi đúng không? Chúng ta không chỉ hướng về mỗi Việt Nam không, mà chúng ta sẽ mở rộng trên toàn cầu. Còn đây là cái sự kiện ở trên trên cái tàu Queen Mary ở ở Mỹ vào tháng 6. Thì để tham gia được cái sự kiện này thì cái phí tham gia là ít nhất là 10.000 đô. Và những người tham gia những cái sự kiện này là những người rất là đặc biệt, những người có những cái vị trí rất là cao ở những cái công ty, những cái quỹ như này nọ, những cái quốc gia rất là vị trí rất là lớn. Thì ở đây mục sư đã chia sẻ về cái dự án Waterfly và cái tầm nhìn của Waterfly, và ngày hôm nay Waterfly đã bền vững và Waterfly đã sẵn sàng để phát triển trên toàn cầu. Đến đây thì Tuấn muốn nói lời cảm ơn đến tất cả các cô chú anh chị em đã ngồi lắng nghe Tuấn trong một tiếng nay. Và trong thời gian này thì Tuấn cũng muốn bỏ một chút thời gian để chúng ta cùng nhau gửi lời cảm ơn đến những người mà mời anh chị em vào buổi Zoom ngày hôm nay. Còn những anh chị em nào mà đã là thành viên của Waterfly rồi thì hãy hãy gửi lời cảm ơn đến những người mà chia sẻ về Waterfly cho các anh chị. Tại vì họ chính là người đang quan tâm đến anh chị ạ. Họ muốn anh chị được tốt hơn ạ. Và cộng đồng Waterfly của chúng ta đã đang hướng đến điều đó, là tất cả thành viên trong Waterfly sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc hơn và thịnh vượng hơn. Thì hãy tương tác cùng Toán đây, hãy comment ở dưới cảm ơn và cái tên người mà giới thiệu cho anh chị vào Waterfly hoặc là người mà đã mời anh chị vào đây. Hãy cảm ơn người mời anh chị vào Waterfly hoặc là người đã mời anh chị vào buổi Zoom ngày hôm nay. Cùng Tuấn tương tác à? Tại vì khi anh chị tương tác như vậy và họ nhận được cái sự cảm ơn như vậy, họ sẽ cảm thấy mình rất là vui, rất là hạnh phúc vì họ giúp được một người vào đây và họ nhận được cái sự cảm ơn đó. Họ sẽ có thêm năng lượng. Và cái năng lượng đó là rất là quan trọng, tại vì năng lượng đó để giúp được cho họ sẽ mời được thêm nhiều người nữa vào những cái buổi Zoom như vậy những lần sau, để chúng ta sớm nhất để đạt được 1 triệu thành viên trên toàn cầu trong năm 2025 ạ. Hãy tương tác cùng Tuấn ạ. Wow, rất là nhiều, rất là nhiều. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Anh chị em tương tác rất là tuyệt vời luôn ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tiếp theo là câu hỏi. Ok. Yes, đến cái phần này thì câu hỏi ở đây không phải là anh chị em dành cho Tuấn. Câu hỏi ở đây là Tuấn dành cho anh chị em. Tuấn sẽ đặt câu hỏi đầu tiên, đó chính là anh chị em có thấy mình hạnh phúc hơn khi có tiền ở trong tài khoản không ạ? À? Nếu mà mọi người thấy có thì hãy viết số 1 và có. Nếu anh chị em thấy không, nếu mà thấy tiền trong tài khoản mà không hạnh phúc thì viết 1 và không. Viết 1 và có hoặc là viết 1 là không. Cảm ơn rất là nhiều, rất là nhiều có, rất là nhiều có, rất là nhiều có. Wow. Có. Tôi muốn nhiều có hơn nữa. Một có. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Tiếp theo, đó chính là câu hỏi thứ hai.
Anh chị em có thấy mình hạnh phúc hơn nếu được đi du lịch nhiều hơn không ạ? Hãy tưởng tượng mình được đi du lịch nhiều hơn, anh chị em có thấy mình hạnh phúc không ạ? Nếu có thì viết hai và viết có. Hai có, hai có. Nếu anh chị em không thích đi du lịch thì cũng ok, viết hai không ạ? Không thành vấn đề. Rất là nhiều hai có. Wow, nãy giờ chưa thấy một số không nào. Wow, cộng đồng của chúng ta rất là năng lượng, rất là tuyệt vời luôn. Câu hỏi thứ ba, anh chị em có thấy mình hạnh phúc hơn khi giúp được người khác không ạ? Anh chị em có thấy mình hạnh phúc hơn khi giúp được người khác không ạ? Nếu có thì viết ba có, ba có, ba có, ba có. Cộng đồng của chúng ta rất là năng lượng luôn. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Vậy nếu World of Life giúp được cho anh chị có thêm đồng tiền ở trong tài khoản, đi du lịch được nhiều hơn và miễn phí nữa, giúp được anh chị hạnh phúc hơn khi anh chị giúp được người khác, cũng giống được anh chị cũng cũng được giống như anh chị, vậy anh chị có thích không ạ? À? Nếu thích thì viết cho Tuấn thích 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 quá thích, rất thích 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 muốn thích thích thích. Cảm ơn cộng đồng rất là nhiều. Và nếu anh chị em thích thì đây chính là ba bước để giúp anh chị em thực hiện được cái điều đó để anh chị em có thể hạnh phúc hơn ạ. À. Bước thứ nhất, cái này hơi bị sai một chút xíu, đó chính là ngày hôm nay anh chị em nào mà có khách mời ở đây, hãy gửi cái đường link của mình, hãy gửi cái đường link của mình cho người khách mời của mình ngày hôm nay để họ có thể tham gia vào cộng đồng World of Life ngay lập tức. Thì trong cái cộng đồng này chúng ta có 3 chế độ. Thứ nhất là anh chị em có thể tham gia vào với 100 đô thì anh chị em sẽ tham gia vào được cái chương trình là mua máy Kangen, tham gia bảo hiểm nhân thọ và được đi tầm soát sức khỏe, đó là cái cấp độ 1. Nếu mà anh chị em muốn lựa chọn để tham gia với cấp độ 5 với 500 đô thì anh chị em được tham gia tất cả những chương trình của cấp độ 1 cộng thêm chương trình là đi du lịch lên đến 5.000 đô, chương trình về giáo dục lên đến 5.000 đô. Chương trình và anh chị sẽ được bảo vệ vượt cấp xuống 5 tầng luôn. Và anh chị sẽ bắt đầu nhận được cái đồng chia của World of Life hàng tháng. Đó là cấp độ 5. Còn cấp độ 10 với 1.000 đô thì anh chị sẽ được tham gia tất cả những chương trình của cấp độ 1, cấp độ 5. Cấp độ 10 này thì chúng ta sẽ được tham gia với gói du lịch là lên đến 20.000 đô. Tham gia gói giáo dục lên đến 20.000 đô. Anh chị em sẽ được tham gia chương trình là mua xe, anh chị em sẽ được tham gia vào vào đầu tư vào World Bank nữa, và anh chị sẽ được bảo vệ xuống 10 cấp độ và sẽ nhận được 10 đồng chia hàng tháng. Thì đây chính là ba bước. Thứ nhất, anh chị hãy đăng ký để trở thành thành viên ngay ngay từ ngày hôm nay. Vì vậy, những anh chị em nào mà đã mời khách vào ngày hôm nay, hãy gửi đường link cho những người đã ngồi đây để nghe nghe cùng anh chị ngày hôm nay ha, để họ có thể trở thành thành viên để cuộc sống của họ có thể vui vẻ hạnh phúc hơn như chúng ta. Thứ hai, đó chính là anh chị phải cần mời khách vào buổi Zoom như vậy hàng tuần. World of Life của chúng ta có rất là nhiều buổi Zoom của những nhóm khác nhau, nhưng mà nhóm lý trình của chúng ta, Tuấn thuộc về nhóm lý trình ha, thì mỗi thứ sáu hàng tuần chúng ta sẽ có những buổi Zoom về OPP cũng như là những chương trình tương trợ. Mỗi thứ sáu, hiện tại là mỗi thứ sáu thì mời họ tham gia vào những buổi Zoom như vậy, thì ekip Zoom sẽ giúp được cho anh chị để khách hàng của anh chị hiểu sâu hơn về World of Life, và tự động họ cũng sẽ muốn tham gia thôi. Anh chị không không cần thiết là phải giải thích nhiều quá cho những khách hàng mới, cứ mời họ vào Zoom thì có những ekip như là tụi em này để hỗ trợ được cho anh chị ha. Tiếp theo đó chính là follow up. Follow up là giống như là để xác nhận họ đó. Nếu mà tuần sau là chúng ta sẽ có một cái buổi OPP, một buổi tổng quan tuần sau đi, thì khoảng tầm 1 2 ngày trước, nếu mà ngày hôm nay họ đồng ý tham gia thì khoảng tầm 1 2 ngày trước anh chị có thể xác nhận lại một lần nữa. Anh chị ơi, nhớ là thứ sáu này lúc 8 giờ Việt Nam chúng ta có cái buổi Zoom OPP của World of Life nhá. Còn vài tiếng trước nữa thì chúng ta cũng có thể xác nhận thêm một lần nữa để họ chắc chắn là họ sẽ tham gia cùng mình. Thì trong Zoom thì anh chị cũng không cần làm cái gì nữa, để ekip Zoom sẽ hỗ trợ được cho anh chị.
Ok, yes, thank you tất cả các cô chú anh chị em đến cái phần này thì thật ra là Tuấn cũng đã hết rồi. Và Tuấn xin cảm ơn đến tất cả các cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quý báu của mình đến ngồi đây nghe Tuấn hơn một tiếng nay. Và Tuấn xin trả mic lại cho MC Sanan.